Hello anh em, welcome back to AM. Hôm nay mình sẽ là người nói chính, còn quay phim sẽ là Tùng. Chào các bạn, mình Tùng nhỏ nha. Mình là Tú. Thì cái topic hôm nay là rất là nhiều anh em inbox cho mình hỏi là về điện xe. Thì cơ bản mình thấy trên điện xe, đừng nói tới điện tử nha, điện xe cực kỳ đơn giản và mình rất là thích làm điện. Tại vì cái thứ nhất là nếu mà anh em biết sơ về điện, anh em có thể tự gắn đèn, gắn một đống đèn trên xe cũng được để đi phượt cho nó sướng. Mình nói thôi nha, còn cái sở thích là của anh em nha. Thì trước mắt á là mình muốn nói tới là kiểm tra bình ha. Kiểm tra bình rất là đơn giản, anh em chỉ cần một cái này nè, cái này là máy đo điện. Cái này mình mới mua trên eBay chừng anh nghĩ chắc chưa tới 100.000 đúng không ạ, cái này Việt Nam á, đồ giả mẹ nó rồi mà nó work ba. Thì ok, thì đây là cái bình xe, mình thấy mình hình như cũng cũ rồi. Để mình mở lên, cái này cũng có cái đế nè. Cái này rất là basic luôn á, rất là cơ bản, rất là cần thiết và rất là rẻ tiền ha. Thì đỏ là cực ấm, đỏ là cực dương, còn đen là cực ấm đó, em thấy không? Trên tất cả các xe của chúng ta, từ xe máy tới xe hơi luôn á, mình không nói tới xe hybrid nha, là xe điện á, thì đa phần á 100%, không phải đa phần đâu, 100% đều xài điện bình 12V đó. Thì khi mà chúng ta đề á, mà anh em bắm nút đề ha, cái này mình nhắc tới, đề cập tới cái trường hợp á mà xe cũng như mà bấm mà đề không lên đó, thì cái đơn giản nhất là chúng ta nên kiểm tra bình. Cho nên cái này rất là cần thiết, nếu như mà anh em ở nhà có xe á, nên sắm một cái này. Mình không có quảng cáo nha, nhưng mà nên sắm một cái này, tại mình không có để hiểu. Thì khi mà gặp cái vấn đề mà bấm nút mà ngay cái tập đó là của cái rờ le, thì không đủ điện thì xe sẽ không chạy. Thì chúng ta chỉ cần tháo yên ra đo bình thôi. Thực tế là bình á phải trên 12.6V thì xe mới đề. Nhưng mà có một số trường hợp á là bình nó như nó hết, giống như nãy Tùng nói, có là gọi là cái dung lượng á, thì nó hết cái dung lượng rồi thì nó sẽ không đề được luôn. Thì cái vol mà hiện trên đây á nó không thành vấn đề nữa, nó phải có cái dễ dùng điện hết phải Tùng, phải không? Cái current á. Current á. Core ranking amp. Dòng điện. Core ranking amp là cranking em là gì? CCA á. Biết, em hiểu mà, không biết giải thích sao. Kiểu như cái đó là cái mà khi mà các bạn mà đề máy xe á, thì cái đó là một cái lượng, một cái dòng điện, nó cường độ dòng điện nó rất là lớn. Đúng rồi, cường độ dòng điện. Đó. Để nó chạy qua cái con đề để nó đề máy á, thì sau khi nó đề được một lần đó là kiểu như cái von sẽ bị tụt luôn á. Đúng rồi. Sau đó sẽ phải sạc lại. Đúng rồi. Thì kinh nghiệm của mình á, những cái mình biết á, thì để kiểm tra bình á, thì một số shop sẽ xài cái máy gắm lên và in ra đàng hoàng và có một cái bản báo cáo cho anh em coi. Thì đó là một cái số shop rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà đối với mình ở nhà mình xài á, mình sẽ cắm cái đồ đo điện lên ha, mình bấm đề. Nếu như mà cái nhìn cái số đề khi mà nó tụt xuống á, mà dưới 10V á, mà tầm 9V nó bao nhiêu á, mà thấp hơn nữa là cái bình nó bỏ đi rồi, tại nó quá thấp rồi, không xài được nữa. Thì đó là cái cách mình test bình. Nếu như mà anh em nào muốn an tâm, có thể mang ra shop cho mấy thợ có máy, mấy đo bình đó, họ sẽ test và có một bản báo cáo đàng hoàng cho anh em coi. Ok, phần thứ hai mình muốn đề cập tới đó là cách kiểm tra cầu chì. Thì cái này cũng là rất là cơ bản. Và cái dụng cụ của chúng ta để cần để kiểm tra đó là cái bút thử điện này nè. Thì anh em có thể xài bất cứ cái bút thử điện nào hết, không nhất thiết là phải loại xịn, loại giỏm gì đó. Thì đây là cái cách mình kiểm tra cầu chì ha. Cái cầu chì trên xe này ha, thường á trên cái mặt này á sẽ có con số 30 là 30 em, còn hai cái miếng sắt này nè, hai cái miếng lỗ này nè là để mình kiểm tra. Ok, khi mà chúng ta xài bút thử điện á, cái đầu cuối cái bên kia của bút thử điện nó sẽ cắm vô cực âm của cái bình và chúng ta bắt đầu thử ha. Chúng ta cắm lên đây nè, đó, anh em thấy đèn sáng không? Đó, nếu như mà sáng cả hai bên luôn á, tức là cầu chì không bị đứt. Thì nó chỉ có một là đứt, hai là không đứt vậy thôi. Thì cho nên cái vấn đề mà dò bệnh điện trên xe á rất là nhanh ha. Nhưng mà cái sửa rất là nhanh. Nhưng mà cái dò giống như tìm bệnh á thì có một số dụng cụ cần thiết để tìm. Không thì rất là khó. Và cách thứ hai á chúng ta cần mình có thể xài đó là xài cái thứ này nè. Thì chuyển qua cái chế độ đo là thông mạch ba, nhầm. Thông mạch không riết rồi, mấy cái bậy bạ quá này. Thì thông mạch tức là khi mà chúng ta để hai đầu này nó bíp không, nghe biết không? Đó, chúng ta bắt đầu để này nè,
bíp, tức là cầu chì không bị đứt. Đó, đây là một trong những cách mà xài. Tại vì một số trường hợp á, là cầu chì anh em thấy nhìn bóc lên á, kiểu như lấy đây nè, bóc lên á, nhìn á thì nó không bị bị cháy, không bị đứt. Nhưng mà thật ra bên trong á, nó vẫn có một chút xíu gọi là để lâu ngày á, nó có cái gì ta? Điện trở á, nó nằm ở trong á quá cao cho nên điện không qua được. Thì nhìn nó có vẻ như là không đứt nhưng mà thật ra nó đứt rồi. Không phải nó không đứt, không phải nó đứt mà kiểu như nó không xài được nữa. Cho nên tốt nhất là khi mà đèn xe không cháy á, thay bóng trước. Nếu như mà thay bóng mà vẫn không cháy á, kiểm tra cầu chì. Đó, rất là đơn giản, như có hai bước đó thôi. Ok, đây là phần thứ ba của cái video của mình. Thì mình thấy ở Việt Nam rất là nhiều anh em chế gắn đèn lên xe á. Gắn đèn lên xe, thấy nhiều nhất cái đèn LED Twin nè, LED á, đèn LED á. Rất là nhiều anh em xài cái đèn đó. Thì mình có thể chỉ cho anh em cái cách mà gắn đèn lên xe, tự gắn luôn. Thì chỉ cần hiểu một cái số thông tin ở đây là cơ bản, rất là cơ bản ha. Nhìn nó phức tạp thì thôi, nhưng mà thực ra nếu như mà anh em hiểu á thì nó sẽ rất là đơn giản. Ok, anh em bỏ hết cái phần này ha, chỉ tập trung với cái phần cái ô này nè. Thì đây là cái mạch của cái rô le. Để em quay nó lại hả? Không, nói thì đây là cái mạch của rô le nha. Rồi, 2, 3. Ok, thì đây là cái mạch của cái rô le 4 chân, rất là đơn giản. Đây là cái rô le này không? Đó, rô le 4 chân, thì đây là cái mạch. Thì đa phần á, khi mà anh em mua cái rô le á, là trên cái rô le sẽ vẽ luôn cái bộ mạch của nó. Thì mình sẽ giải thích cho anh em cái bộ mạch nó ra làm sao ha. Ok, thì đây là cái rô le 4 chân. Thì 4 con số này á, nó tượng trưng cho 4 cái chân. Thì 30 với 87 á, là sẽ là cái công tắc. Thì 30 á, sẽ thường nối với là cực âm, ê, cực dương của bình, là cái dây màu đỏ á. Khi mà chế, anh em nhớ đi cực dương của bình lên trên số 30. Và từ 87 trở đi á, là vô một chân của cái đèn mà mình muốn gắn á. Đó, thì cái này, cái phần này á, chỉ là cái công tắc thôi. Còn cái phần mà 85, 86 á, đây là cái thú vị nè. Cái này là nguyên một cục 500 ha. Khi mà anh em, khi mà cái mạch đó được thông á, thì cái này sẽ thành một cái 500. Nó hút giống như nè. Khi mà cái này active đi ha, cái này nó đóng lại nè, đóng lại thì cái này nó sẽ hút, cái này sẽ có lực 500, nó hút cái công tắc này xuống, làm cho cái mạch ở ngoài nó đóng lại, cái đèn nó sẽ sáng. Lý do mà mình thích xài cái này á, có vài cái lý do rất đơn giản là mình, tại vì á, mình tiết kiệm được phần dây. Cái thứ hai á, mình muốn bảo vệ cái mạch điện á, mà bảo vệ luôn cái bóng đèn của mình đó. Tuy nhiên á, cơ bản hơn nữa là trước khi mà gắn cái dây số 30 vô cái bình á, là phải có một cái cầu chì nằm trước cái bình. Và mình thường xài đèn cầu chì 30A. Đây là cái cầu chì nè đó. Tại vì một số trường hợp á, kiểu như là nó quá tải á, thì cái này sẽ cháy, nó bảo vệ được nguyên cái phần phía sau này. Và một số rô le nó có sẵn luôn cái thông số gì, có chức năng là bảo vệ mạch đó. Thì cái rô le mình mua này là 30A, mình sẽ gắn luôn cái 30A đây. Nói chung là mình muốn bảo vệ cái mạch điện của mình tối đa luôn, không muốn chảy dây, cũng không muốn bị hư đèn. Thì nói chung là nếu như mà có quá tải á, thì đây là đứt trước là xong, nguyên cái phần phía sau nó an toàn. Không, thì đây là cái một cái mạch mình đã gắn sẵn rồi. Thì là cái này là bóng H4, nó cũng áp dụng lên cho bóng mấy cái bóng LED á. Đó, công tắc mở lên, tắt xuống, chỗ qua nè, chỗ quá. Ok, chào các bạn, mình là Tùng Nhỏ đây. Thì mình nói thêm cái phần mà hồi nãy anh Tú có giải thích cho mình nghe là tại sao nó lại cần để làm gì, để làm đỡ tốn dây điện á, để nói về dây điện á. Cái đó là một cái cần thiết của cái rô le. Và tại sao mình cần cái đó thì ở đây mình có một cái mạch nè. Đây là một cái mạch cơ bản mà ai cũng biết, đó là có nguồn điện, công tắc và bóng đèn. Thì khi mà bạn tắt công tắc á, thì bóng đèn sẽ cháy, đúng không? Ok, bây giờ các bạn cứ tưởng tượng đi, giờ cái bình của mình sẽ đặt ở một cái vị trí ở đây, và cái bóng đèn sẽ đặt một vị trí rất là xa ở chỗ khác. Mình có thể cho ví dụ nha. Ví dụ một cái bóng màu đen đi, có xài được không vậy? Ví dụ nha, cái đoạn đường dây điện này đó là đi về là 2m đi, đúng không? Rồi đi tới là 2m đi. Ok, thì cái dòng điện đó nó sẽ phải chạy từ cái cục pin này cho tới bóng đèn là hết 2m. Và từ cái bóng đèn chạy ngược về cái bình á, cái cục pin này là 2m nữa là 4m.
Thì ví dụ nha, ví dụ bạn là cái dòng điện đó đi, thì mà khi bạn chạy một cái đoạn đường xa thì bạn thấy như sao? Thấy mệt đúng không? Ok, thấy mệt thì tất nhiên là, ví dụ nha, thấy mệt thì tất nhiên là bạn sẽ không có làm việc tốt sau khi mà bạn thấy mệt đúng không? Ok, đồng ý không? Chính xác. Đồng ý, ok. Thì với cái dòng điện nó cũng vậy. Thì cái ví dụ nha, với điện thế là khác nhau nội. Điện thế 12V. Tức cái chọc chữ thầy quẹ tú. Ví dụ điện thế của cục pin này là 12V. Thì khi mà bạn đi một cái đoạn đường quá dài để tới một cái bóng đèn này, thì tất nhiên cái điện thế này sẽ bị giảm. Nó sẽ còn là 11.918 bla 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 gì đó. Mình ví dụ vậy thôi. Thì tất nhiên là ở cái cục pin, quên, ở cái bóng đèn này nó sẽ không có 12V của dòng điện đó. Thì tất nhiên hậu quả sẽ là gì? Đèn không sáng, hoặc là sáng không đủ sáng. Đó, thì không tốt. Rồi, ok, đó là về cái voltage, là về cái hiện điện thế, là điện thế sẽ bị giảm. Đúng không? Đúng rồi. Đồng ý? Rồi, ok, đồng ý. Rồi, ok. Quay lại với lại cái quay trở lại với cái ví dụ mà bạn phải chạy một cái đoạn đường quá xa. Nếu mà bạn nóng chạy quá. Xa chạy mệt thì sao? Nóng người quá. Nóng người, ok, bạn nóng người đúng không? Thì ở đây cũng vậy. Tại sao khi mà bạn mày cho một cái dòng điện nó phải đi một cái đoạn dây nó quá dài đi, thì cái đoạn dây, khi một đoạn dây dài có đồng nghĩa với cái việc đó là cái điện trở trong dây nó sẽ quá nhiều. Quá nhiều, cho nên là hậu quả của việc đó là khi mà voltage nó bị giảm và bạn phải, và cái điện trở nó nhiều là nhiệt độ ở dây nó sẽ tăng. Ok, gì đó sẽ tăng. Nó sẽ tạo khá là, bạn thử tưởng tượng nếu mà bạn ráp một cái mạch điện mà nó dây điện nó bị nóng thì bạn sẽ thấy như thế nào? Không tin tưởng đúng không? Xác. Và có thể là sẽ hoạt động không được lâu và sẽ gây ra cháy nổ hay gì đó. Ok, thì ví dụ của mình thì chỉ với đó thôi. Mình cũng có thể có sai sót thì đó cũng chỉ là những gì mình hiểu qua những kiến thức mà mình đã học. Nếu mà các bạn có thấy cái gì đó không đúng thì cứ comment bên dưới nhé. Ok, bây giờ mình trở lại với anh Tú. Ok, thì đây là cái đoạn kết của cái video của mình ngày hôm nay. Thì tóm tắt lại cho anh em coi là kiểm tra bình nè, rồi kiểm tra cầu chì và cách làm như là độ đèn trên xe để bảo vệ những phần mình rất là quan trọng, cái phần bảo vệ thêm chút xíu tiền nhưng mà bảo vệ được cái phần mạch trên xe và phần cái đèn là cũng rất là mắc, cho nên mình cần bảo vệ của nó, không đừng để nó bị hư phí. Thì ok, có gì thôi, nếu như anh em thích cái video của mình đó, cho mình một sub, một like và đừng nhớ chia sẻ nha, bấm nút chuông nữa để nhận những cái video mới, thông báo của cái video mới của mình nha anh em. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video sau nhé. Cheers.